thời gian đầu khi thực hiện những nhiệm vụ backpack, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn vì khi đó khách hàng không hiểu và chưa biết nhiều đến thương hiệu của Ruzi, Ri, nên là họ không biết được là tại sao họ phải làm những nhiệm vụ như backpack và họ không muốn đầu tư thời gian và làm những công việc như vậy. Nhưng sau một thời gian thì chúng tôi đã thu được những cái kết quả rất là khả quan. Khách hàng biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về sản phẩm Ruzi, Ri, khách hàng hiểu hơn những cái lợi thế, lợi ích khi họ dùng sản phẩm Ruzi, Ri là như thế nào. Và data khách hàng của chúng tôi cũng được tăng lên đáng kể. Để mà quản lý và thực hiện đầy đủ cái nhiệm vụ backpack, chúng tôi đã đưa ra những cái KPI cho sale trong việc gặp gỡ khách hàng, giới thiệu sản phẩm theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Đối với pre-sale và post-sale, chúng tôi có KPI là tổ chức những buổi workshop, buổi training theo từng tuần, từng tháng, từng quý. Vì vậy, chúng tôi đã có những thành công như vừa rồi. Xin cảm ơn.